Thế là lúc mà thời thời Pháp là bà khoảng bao nhiêu tuổi? 13, 14 tuổi à. 13, 14 tuổi. Thế lúc đấy nó bắt bà đi đâu? Đi gánh đất rồi đó. Nó bắt bà đi làm rồi. Ừ, bắt đi làm rồi. Thời Pháp đấy. Bởi Pháp. Thế nó ác thế cơ à? Pháp, thằng Pháp nó ác lắm. Dạ. Nó bắt mình mà ở trong cái vùng Việt Cộng đó, con biết không? Mà Nó bắt nằm gì, nó kê, cái dao cưa cổ. ôi Ừ, hầu kia rúm lắm, hầu Pháp á. Nó 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 cưa bắt được cổ Việt luôn. Cộng ấy, nó cưa cổ luôn, Ừ, Việt Cộng không Việt Cộng gì nó cũng 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 cưa hết á. tức là chống lệnh nó là nó cưa. Mình đâu có biết đâu, cấm chống mà đâu có biết tiếng nó đâu. À. Nó PC là mình không không biết cái gật đầu của nó cắt cổ. Ôi Vậy hầu kia ai biết tiếng nó à? Ở PC là ai ai biết? giời. À, tội ác của thực dân Pháp ấy. Thằng Pháp đã ác lắm. Dạ. Thế là ngày đấy thì có ai phải bị đi đồn điền cao su các thứ không? Ở dân làng của bà ấy thì có Không ai có. à không có. Như là nó càn quét dân làng mình không? Ừ. Còn còn cái mà cái chỗ đó, cái chỗ bà ở nó thì nó ít hơn. À. Thì lúc đấy lúc mà thời Pháp thì bà đang ở đâu? Ở ngoài đó. Ở ngoài ngoài Đà Nẵng ấy. Ừ. À. Đó mà ở nhà quê. Như là ở chỗ nào Đà Nẵng hả bà? Ở Điện Bàn á con hả? À, như vậy là Pháp nó vào Việt Nam là vào Đà Nẵng đầu tiên mà. Nhưng mà Đà Nẵng đầu tiên chứ sao Vâng, nữa. đấy nó đổ bộ vào Đà Nẵng đầu tiên đấy. Đúng, đánh lần lần vô. À. Lần vô mà hồi kia nó chưa đánh vô tới Khánh Hòa đâu. Dạ. Thế năm năm 45 bà có biết không? Biết chứ. Đấy, năm 45 là 45 hồi Nhật nó qua giải phóng á. Nhật đấy. Ừ. Chế độ của bù nhìn của Bảo Đại đấy. Thế là Ừ. bà biết cả Bảo Đại đấy chứ. Bảo Đại biết, bỏ phiếu Bảo Đại, Bảo Đại với ngôn gì không có. Sách Dạ. gì hả con? Đấy, bà sinh chưa? Đấy. Sách gì á? Đang nghe bà kể Sao chuyện bác? là thời Pháp. Thời Pháp. Thế là bà biết cả thời Bảo Đại cơ. Đấy. Biết cái Bảo Đại ngọt kìa, Bảo Đại gì Bù cái nhìn. mắt ghế lên vàng trộm khô lan đó thì tôi trục đó. Bảo Đại hoàng đế hầu kia tụi tôi hát như đây đó. Bảo Đại Hoàng đế Ừ, bắt ghế lên vàng ăn bắt trộm. bắt ghế lên giàng, Ừ, ăn trộm thuốc trăng trộm khô lan ăn trộm khoai lang, đổ thừa cho chuột. đổ thừa cho chuột. Tức là Bảo Đại Hoàng đế bắt ghế Lên lên vàng, lên đàng, lên vàng lên giàng. À, xong cái gì nữa con quên mất rồi. nhiều lắm con, À, ăn trộm khô lan Bảo Đại Hoàng đế này bắt ghế lên giàng, ăn trộm khoai lang, đổ thừa cho đổ chuột. thừa cho chuột. À, tức là ngày đó là các bà đã có những cái câu vè, những cái câu mà chế gọi là chế chế nhiễu tên vua Bù Nhìn Bảo Đại. Đấy. Thế mà bây giờ cũng có rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam ấy là lúc nào cũng ui Bảo Đại tốt lắm, Bảo Đại không Không, có Bảo Đại cũng tốt. không có Bảo Đại thì không có Việt Nam ngày hôm nay. À, bạn Hoàng Nam, YouTuber Hoàng Nam nhé. YouTuber Hoàng Nam hãy nghe lời của bà đang nói nhé. Bảo Đại bác Với Bảo lại Đại Bù hoàng Nhìn. đế, hoàng đế bắt Dạ. ghế lên vàng À. ăn trộm khô lan đổ thừa cho chuột. Một tên vua bán nước cuối cùng của triều Nguyễn của Việt Nam. Hồi nó 45 đó là Chết đói đấy ạ. hồi hồi nó tay nó quýnh mình quá, cái 45 là có nước gì đó nó qua nó giải phóng mình đó. À, phát xít Nhật. Ừ, Thời đấy là Nhật, thời phát xít Nhật. Nhật nó qua nó giải phóng Nhật mình đó. nó qua Việt Nam để nó bắt nhổ lúa để trồng đay. Và nó tạo nên một cái nạn chết đói năm 1945 với hơn 2 triệu người dân Việt Nam của chúng ta lúc đấy bấy giờ bị chết đói. Ở đây là tội ác của Nhật. Đấy. Nên là bà được kể cho hôm nay được ngồi nghe bà kể thời Pháp cho lại nhiều cái câu chuyện mà chúng con không biết đâu, ví dụ như câu vè vừa rồi là chúng con không biết đâu, nói về Bảo Không Đại đâu. con biết đâu. Dạ. Vì là Pháp nó vào Việt Nam là nó vào đầu tiên là vào tại quê hương của bà mà, vào Đà Nẵng Đà mà. Nẵng trước á. Mà Rồi kể từ ngày thằng Pháp xông qua 90 năm đô hộ lấy người ta cầm quyền. Nay bây giờ tình thế đã yên, Nhật qua giải phóng sách truyền mở ra. Nhật nó qua nó giải phóng mình chứ không. như là nó giải phóng thì nó vẫn là bóc Nó lột. cũng bóc lột mình. Nó đấy. Phải giải phóng người Pháp.
đồng minh Anh Mỹ Tàu Nga họ có lòng giùm giúp nước ta xâm phạm, diệt trừ chính phủ của Tây, thi hành một thi hành lập cơ hội này xuống chưa, là nói vậy đó, cơ hội này mình xuống rồi. À, cơ đồ này bây giờ thì là sướng rồi. Đến bây giờ thì là nhờ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhờ Bác Hồ. Bác Hồ giỏi lắm đó. Bác Hồ rất giỏi. Thế thì cái ngày mà Bác Hồ mất ấy, thì là bà đang ở đâu? Ở Đà Nẵng. Đang ở Đà Nẵng à? Năm 69 cơ mà. Không, năm 69 thì bà phải vào đây rồi chứ. 69. Năm Bác mất là năm 69. À, phải á. Thì là bà phải vô đây, vô đây rồi. Lúc Bác mất là bà biết chứ? Ông không thấy nào năm Mậu Thân. Sau Mậu Thân một năm. Sau Mậu Thân một năm ở đây. Sau năm 68 ở đây rồi. Thế là Bác Hồ rất giỏi đấy. Bác Hồ người ấy mà. Mẹ thiên tài. Tàng hình. Tàng hình. Đừng có nói ấy, ông Bác Hồ tàng hình lắm con. Giỏi lắm đó. Giỏi quá. Bác Hồ giỏi lắm, đừng có ai khinh nữa. Ám là người tốt mà. Dạ. Ông nào nào ông ăn gì của ai đâu. Dạ. Bây giờ tới nhà con dọn mâm cơm ra thịt cá ông không ăn đâu. Dạ. Ông chỉ ăn cơm với muối thì sao. Dạ. Mình ăn gì ông ăn đấy. Dạ. Bác Hồ rất tội cái đừng hầu kia. Hầu kia nó còn nhỏ mà ông gì ông biết tin đó con à, ta cũng có gặp ổng. Bà được gặp Bác Hồ đó. Hầu ở Đà Nẵng. À, ở Đà Nẵng là bà được gặp rồi. Dạ. À, đấy. Bởi vì là gia đình nhà bà là gia đình cũng là bên gia đình cách mạng. Dạ. Nhưng mà lúc đấy gặp thì chắc bà không biết là Bác Hồ. Không biết Bác Hồ đâu. Không, cũng biết chứ. À, tức là sau khi là Bác đi rồi thì bà mới biết đấy là Bác Hồ. Ông gì ông biết tin, ông như ông gì ông nói cho dân biết đó. À. Ông gì ông chuyên truyền đó, Bác Hồ. Và... đấy. Nhờ công ơn của Bác Hồ mà ngày nay đất nước Việt Nam mới được tươi đẹp như này đấy. Giải phóng về đây mà không có Bác Hồ thì nó về đây nó giết hết rồi. Nó giết hết rồi. Giết hết rồi nào, cái dân mà mình theo Mỹ rồi nó giết hết rồi. Vâng. Hồ Chủ tịch là muôn năm. Hồi kia nó là Việt Cộng nó bằng cũng thủ đủ ở đây. Nó tuyên truyền. Mỹ tuyên... nó nói vậy đó. Bọn Mỹ ngụy nó bảo là bảy thằng Việt Cộng không đu cành đu đủ không gãy. Ừ, nó nói vậy mà nó mới nói với con tôi nói thủ đủ các cộng Việt Cộng là môn công thủ đủ thì gia đình mình Việt Cộng. Gia đình mình Việt Cộng. Gia đình mình Việt Cộng đó không con, đừng có nói vậy. Mà đó, bọn Mỹ ngụy ngày xưa nó cứ đi tuyên truyền láo đấy. Nó cũng đi tuyên truyền láo. À. Nó bảy thằng Việt Cộng mà vô cũng thủ đấu không rớt chứ. Bảy ông Việt Cộng đu cảnh đu đủ mà không rớt. Đúng nó bôi bác. Đúng rồi, như con nhái. À, đấy. Phải không? Vâng. Không, mà lên núi là khổ lắm, mà cái thiên Việt Cộng khổ lắm. Vâng. Ý là nó bôi bác ấy. Ừ. Nhưng là gia đình nhà bà là truyền thống gia đình cách mạng rồi. À, tôi không có mười mấy tuổi rồi đã bưng cơm bưng cá đi cho mấy ông Việt Cộng rồi mà. Bưng tôm bưng cá đi cho mấy ông Việt Cộng rồi. Rồi có ông cậu ông cũng đi á. Mà. Rồi hết cái có gì đó đem ra cho ổng. Dạ. Đem đồ ăn rồi cho ổng. Dạ. Như vậy là năm nay bà 89 tuổi rồi nhưng bà nhớ khá là kỹ những cái câu chuyện mà thời Pháp ấy. Sự tàn ác của thực dân Pháp ấy, nó ác ôn. Pháp ác hơn Mỹ chứ, Mỹ. Pháp lại còn ác hơn Mỹ nữa. Mỹ nó gì cho nó có ác. Họ kia thằng Mỹ đó mà mình bò với ruộng cái nó đi trên bờ nó không dồn. À, nó không dồn mình. Cái mà thằng Pháp nó đi kỹ lắm nha. À, thằng Pháp là nó ác hơn. Thế thằng Mỹ là mình mà cứ đi làm đồng ở ngoài kia mà nó biết là dân rồi thì nó cũng không ấy ạ. Nó thấy là nó bắn à. Thằng Pháp nó bắn. Bắn hết. À. Thằng Mỹ nó còn chừa lại, cái thằng Pháp nó bắn hết. À, đấy. Đấy. Tội ác của chiến tranh đấy. Tội ác của chiến tranh. À. Đấy. Nên là con cháu của chúng con nhiều khi mà không tuyên truyền về lịch sử nhiều khi là các bạn ấy không hiểu được. Không hiểu. Không hiểu không được. Ai hiểu đâu. Mà không hiểu được là rất dễ bị mất nước, rất dễ bị dắt mũi. Đấy. Dễ mất nước. Mà nếu mà không hiểu về lịch sử là rất dễ là mất nước.
Mình biết bây giờ mấy ông có giữ nước mình không ai biết hả? Đấy, nên là mình phải hiểu được về lịch sử thì mình mới giữ được đất nước dân tộc của chúng ta. Con bây giờ con muốn đi hỏi, chứ con hỏi mấy bà già, mà già mà bà sống về, mà bà tỉnh táo chứ, nhưng bà già như bà như là lắng mắt đồng xong đó. Không, như thế là bà là vẫn còn tỉnh táo đấy, vừa xinh đẹp lại còn tỉnh táo nhá, đẹp lão nhá, ngày xưa là rất xinh, bây giờ là đẹp lão. Đấy. Bây giờ bà có ăn uống được nhiều không? Không, ăn uống sữa. Thế có bệnh tuổi già thì bà có bị gì không? Không. À, thế à, không bị tiểu đường, không bị hoa mắt chóng mặt gì hả? Không bị gì hết. Đấy, rất là tuyệt vời. À. Thế thì mấy cái năm mà bị Covid ấy thì bà cứ ở trong nhà suốt à? Cũng đi chứ, cũng đi mà chắc 3 mũi không con? À không, tức là có đi tiêm 3 mũi. Ừ. À. Nó tiêm mũi nữa mà thằng cháu nó không cho, nó bà tiêm gần đó được. Bây giờ thì bình thường rồi, Covid thì bây giờ bình thường hết rồi. Đấy, nghe bà kể chuyện ngày xưa lại được hiểu thêm nhiều hơn về lịch sử Việt Nam của chúng ta. Một giai đoạn mà Pháp nó đô hộ gần 100 năm, đô hộ Việt Nam gần 100 năm. Đấy. Mà cái khốn nạn nhất đó là nó bóc lột. Mà thằng Trung Quốc nó 1000 năm nữa. 1000 năm đô hộ mình như là có đô hộ được đâu. Mình có 1000 năm đô hộ mình như là không thể đồng hóa được người Việt Nam mình. Là người Việt Nam rất là giỏi. Việt Nam mình giỏi quá. Mà đi làm việc cộng mình không biết con bò đồ. Uống lắm. Mà 1000 năm nó đô hộ không đô cái hộ được. Cái nào mà quánh là Điện Biên Phủ đó. Thì trận có Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ hầu kia ông bà ở Đà Nẵng á. Ở trong Sài Gòn ra nhiều lắm. Ra mấy ông lính mà to nè. Bộ đội mà to lắm. Ra để đánh Điện Biên Phủ đấy. Ra mình nấu cơm cho ăn cho người ta đi một đường á. Đi tới đâu là dân nấu cơm ấy. À. Ra nhà bà nè, bà mẹ bà thì bà cũng thương Việt Cộng đó. Mà bà nấu cơm nấu đồ bà ăn. Nấu cơm cho Việt Cộng ăn đấy. Ừ. Ăn no rồi đi cái còn nhỏ mà luôn có biết cái gì ở mấy ông đi đâu vậy cũng ra Điện Biên Phủ đánh Điện Biên Phủ. Ra đánh Điện Biên Phủ. Ừ. Đánh Điện Biên Phủ rồi họ đánh sao mình đánh nó lại. Ông nó ăn cho mập vô ra có cái súng rồi bát của mình to vậy. Yeah. Cái nó bắn cho mình nhảy vô trong đó. Ông kể vậy đó, nhảy vô trong đó hở chảy vô chết nghe, nó chết thôi chứ bây giờ mình cẩm tử mà mấy ông nó đến cẩm tử á. Mà nhảy vô trong đó cái nó cháy miết cái rồi nó có mở nó ra cái nó ngạt súng chết. Yeah. Chắc bây giờ mấy ông nó cũng chết hết rồi. Vâng, thì bây giờ các bác đấy thì lớn tuổi lắm rồi và cũng mất hết rồi, bác Giáp thì cũng mất rồi, cái thế hệ mà Điện Biên Phủ là mất, cái thế hệ mà Điện Biên Phủ là đã mai một là mất gần hết rồi. Đấy. Sách gì đây đó cậu? Sách xí có bớt. Riêng biểu hả? Hình như là cháu á, ở Đà cháu. Nẵng vô. À, Đà Nẵng vào chơi ạ. À. Đấy. Đấy. Là cháu ở bên của nhà bà đúng không? À, cháu bên ngoại. Dạ. Dạ. Được tiểu chiều lên chân. Dạ, mẹ con đây lẹ. Đấy. Cháu mà nó vô thăm. À, thăm bà đấy. Bà đây chơi thăm bà. Con gì đó cô? Dạ, anh về, anh chị về. Dạ. Đà Nẵng vào Nha Trang chơi. Cháu gần. Cháu nó đâu có biết đó, chiến tranh nó đâu. Dạ, không biết. Đúng rồi. Nhỏ quá mà. Và thì anh chị ấy còn ít tuổi. Thế là đánh Điện Biên Phủ là ngày đấy là nhà bà là nấu cơm cho những cái đồng chí mà đi ra để đánh Điện Biên Phủ. Thì ra nhiều to có nhiều lắm. À. Đi có bài đi ra mẹ bà mẹ nấu cơm cho ăn rồi bà mẹ cũng bắt khóc rồi đấy chứ, mẹ nói đi ra nó chết tàu. À vậy. Nó bây giờ mình giữ nước mình phải làm gì chứ bây giờ nó làm sao mẹ nó làm sao? Tức là nấu cơm cho các đồng chí bộ đội ăn rồi khi các đồng chí đi là bà lại khóc. Ừ. Khóc thương các đồng chí đúng không ạ? Đây chết. Vâng, và đây chính là một cái tình quân dân của Việt Nam của chúng ta. Đấy. Những người mẹ đã nấu cơm cho các chiến sĩ Việt Minh. Bây giờ đâu có nhờ được cái gì đâu. À, bây giờ vẫn nhờ chứ bây giờ là bộ đội đi giúp dân. Ừ.
ví dụ nó bão lũ các thứ là bộ đội đi giúp dân. Chứ còn bình thường thì bây giờ bộ đội không nhờ dân mấy, nhưng là vẫn đi giúp dân. Nó nhớ như bà mẹ nó mà còn sống thì mấy thằng kia nó còn sống nó gì nó cũng cũng nuôi bà mẹ. Thì đúng rồi, nhưng mà vấn đề là các cụ đi 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 kháng chiến thì các cụ cũng hy sinh hết rồi còn đâu. Đấy. Chứ còn không thì đã về về thăm mẹ, về thăm về những người thăm mẹ nuôi. Đấy là chính là những người mẹ nuôi đấy. Mẹ nuôi. Dạ, trên cuộc đời trên cuộc đời trong trong cái cuộc đời hành quân của mình đấy. 9 năm giải phóng Điện Biên cơ mà. 9 năm mới giải phóng được. 9 đấy, 9 năm cơ mà. Ôi bà vẫn còn. Thủ hầu như đánh mình đình chiến đây là cũng nhờ Bác Hồ đó. Vâng, Bác Hồ đúng rồi. Nó ký cái hình chiến đó. Dạ. Ký cái hình chiến Điện Biên Thủ đó là mình đã, cũng ký cái là mình thua đó, thì mình giao nước cho nó. Mà mình ăn nó là nó phải để đưa trả nó, nước lại cho mình nó đi về. À, nó phải cắp đít nó cút về. Ừ, Điện Pháp. Phủ á. Vâng, Điện Phủ. Nên là thế mà giới. Giờ con có biết cái chỗ đó không? Con biết, con lên Điện Biên Phủ suốt mà. Ừ, mà con không hỏi thăm người ta. Bây giờ ít người còn sống lắm ạ, bởi vì những cái bác mà tham gia Điện Biên Phủ gần như là mai một nhiều lắm rồi, gần như mai một hết rồi. Thế hệ đó là bây giờ chỉ còn trong sử sách thôi, ít đấy, nên là không hỏi thăm được mấy, cũng có nhưng là rất ít. Vì bây giờ các thế hệ đấy toàn chín mấy với cả trăm tuổi rồi. Đấy. Mấy bà năm chủ mà bà còn rành nó còn biết không nữa không? Mà, đấy. Nên là hôm nay được nói chuyện với bà con vui lắm. Cái trận chiến ở Việt Nam thừa nhận Pháp phải ký rằng đó mà. Chủ quyền thống nhất hoàn toàn người ta, trong quân đội Pháp phải rút ra khỏi nước để lãnh đạo thổ ta sau trước vạn toàn. 90 năm tranh đấu gian nan, quang vinh giờ phút huy hoàng từ đây. Nhân cuộc thực hiện đến ngày định chiến, việc đầu tiên là ngừng bắn đã quê. Thi hành quân ngừng bắn cho nên quân đội tập kết hai bên rõ ràng. Trong cửa tùng mà chia hai giới tiến. Từ đó vào mũi biển Cà Mau, rồi cả vùng giải phóng trước sau, tạm thời Pháp đóng đến ngày rút lui. Này, đó là ta Pháp tạm thay đổ vùng, phải cùng ngừng bắn, đâu phải là chia kháng đất đai. Không có chia đất đai hầu kia mình nó chia đó. Chỉ là đình chiến thôi. Mà ổng nó không có chia. À, thành một bài thơ luôn và bà nhớ rất là kỹ bài thơ này. Đồng bào con nhiều bài thơ lắm. Dạ. Đấy. Bà nhớ được tất nhiều. Ai ai phải đều nhận xét đồng sai điểm này. Tổng tuyển cử là ngày thống nhất. Vào mùa thu năm 6 không xa. Làm cho Nam Bắc một nhà, con đường thắng lợi của ta rõ ràng. Ta thắng lợi vì đau, vì nhân dân cương quyết hy sinh. Hồ tẩu quá hình. Nêu cao ý chí hòa bình, được hoàn toàn thế giới đồng tình giúp ta. Nhân dân Pháp và thiết tha ủng hộ đã đấu tranh nêu rõ tinh thần. Liên Xô Trung Quốc góp phần đề ra phụ nghị ba lần cũng vì ta đó. Yeah. Bà nhớ kỹ thật đấy. Năm nay cụ tạ. Còn nữa con à. Mà. Người bị đứt tay vào tranh đấu cũng nhờ dân không. Nhờ dân. Nhờ dân mà đánh đổ. Đánh giật thực dân Pháp rồi đứng hầu kia Trung Quốc lại chiếm của mình chứ. Chiếm mình mà quấn cũng giữ chứ phải nè. Nói chung là dân tộc Việt Nam của chúng ta nhỏ bé, tuy là nhỏ bé mà nhưng là không một có thực có dân đế quốc nào mà có thể chiếm được Việt Nam của chúng ta. Người nó có gan. À, con người Việt Nam rất là dũng cảm, kiên cường, bất khuất. Đuổi được thằng Pháp đây cũng ngon chứ không? Mà quá tốt ạ. Bác Hồ tặng. Bác Hồ quá giỏi. Bác Hồ mà rất tặng. Rất giỏi luôn. Thôi con xin phép bà là con đi về đây nha. Con hôm sau con lại đến chơi với bà, con cảm ơn bà rất là nhiều nhá. Đấy, lúc nào bà cũng cười tươi như này là thích này.